Bộ Công an vừa cảnh báo về 24 thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Tội phạm sử dụng không gian mạng hay còn gọi là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ tội phạm lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Không thực hiện bất cứ giao dịch tài chính nào, nhưng số tiền hơn 40 triệu đồng của người đàn ông này đã mất sạch. Điều mà nạn nhân bất ngờ là tài khoản ngân hàng của mình có thể tự động chuyển tiền qua một tài khoản lạ. Chơi trên Facebook đó, rồi cái là nó chuyển qua mấy cái kia rồi mình chơi mà mình đâu có giao dịch tiền bạc gì với nó đâu. Nhưng mà cuối cùng nó là lấy được của mình. Sau khi tiếp nhận thông tin và làm việc trực tiếp với nạn nhân, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định, nạn nhân vô tình tải một ứng dụng, trong đó có mã độc. Khi nạn nhân truy cập vào, thì kẻ gian đã cài phần mềm gián điệp, theo dõi quá trình giao dịch tài chính của nạn nhân trên điện thoại và chiếm mã OTP, lấy luôn tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Thời gian gần đây thì nổi lên cái thủ đoạn là giả danh là cán bộ của cơ quan công quyền, chẳng hạn như cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát để gọi điện là yêu cầu người dân chuyển tiền vào các tài khoản mà do đối tượng chỉ định, sau đó chiếm đoạt. Và thậm chí là mạo danh các cái nhà mạng, ngân hàng yêu cầu là điền các cái trường thông tin, thì qua đó chính là những cái app mà có chứa mã độc để đối tượng chiếm đoạt cái thông tin cá nhân và các cái tài khoản ngân hàng của nạn nhân để mà chiếm đoạt tài sản. Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, người dân phải thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo của loại tội phạm này. Trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận được 29 tin trình báo của các nạn nhân bị tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt 11,3 tỷ đồng. Lực lượng công an đã điều tra được 4 vụ và đề nghị truy tố 2 vụ với 5 bị can.